Anh em ha, thì tối qua mình trộn mồi, nhưng mà do là sáng nay định đi câu buổi sáng, nhưng mà câu xa xa một tí, nhưng mà do là bận, mấy anh em có việc bận nên là không đi câu được. Đây mồi lăng xê hôm qua này, thì lại đi câu gần, lại câu mọi khi thôi, 100.000. Thì mình ngồi câu do là hôm qua trộn lục nha anh em nhá. Đây ổ lục hôm qua này đó, đó là hôm qua trộn câu lục, đây là mình đi câu lục và mình ném ống bơ nhá, ném ống bơ trộn nhá. Thì do là ném ống bơ trộn nên là xuống đấy nắm mồi nó đằng nào mình cũng sẽ nắm trước mà, mới cả ném ống bơ trộn nên là xuống đấy nắm mồi nó hơi ngại, nó hơi khó. Tất nhiên là vẫn nắm được thôi, thế nhưng mà mình sẽ nắm sẵn hẳn 4 cục. Để xuống đỡ phải nắm nhiều, mình mang đi 4 bộ lăng xê anh em nhé. Nếu mà theo đúng mục là hôm nay là đi câu lăng xê đây này, nhưng mà do là trộn hôm qua, tối hôm qua trộn ổ lục rồi nên là bây giờ, thế là hôm nay lại phải đi câu lục nữa, đâm ra là hai cái đan xen lẫn nhau, đánh cả lăng xê lẫn đánh lục luôn. Nay thì mấy anh em ở đi câu xa, thế nhưng mà tự dưng lại có việc bận, đúng ra là đi câu từ 8 giờ sáng cơ, bây giờ trưa rồi, hơn 12 giờ rồi. Thì câu ở gần đây thì khoảng tầm chắc là khoảng 1-2 giờ gì đấy mình sẽ ra hồ. Lúc nào thì ra đến hồ thì mình chim chóc anh em xem thôi. Hôm nay chủ nhật thì hy vọng là cũng nhiều anh em rảnh và chém gió. Anh em có xỏ xốp mà chia đều ra thôi, nắm trước luôn 4 cục. Chắc chắn là mồi lăng xê này hôm nay đi câu không thể hết được rồi, bởi vì hôm qua trộn mình trộn quá nhiều. Có lẽ mình lên chia ra cái túi bóng cất đi một nửa quá. Rồi, cái này chưa xỏ xốp. Nay mình nắm mồi tơi nhá, không không không, không nháo hẳn như mọi khi nhé. Đấy, hôm qua bỏ ngăn mát, hôm nay đi câu ok, thế còn sau vài hôm thì anh em cho lên ngăn đá. Yêu rồi mình nắm cái hạt xốp này rất chi khó bung.
Nhiều anh em có bảo là khi mà anh em mà vụt cái bộ lăng xê ra, mà bộ lăng xê của anh em tự làm ấy, vụt ra mà nó bị vỡ xốp đấy là do lăng xê của anh em không chuẩn nhé. Chuẩn ở đây mình nói theo nhiều góc độ anh em nhé. Ê, vừa ăn cơm trưa xong, mình nắm mùi xong rồi mình ra mình làm ghép cái video đêm hôm qua với cả cái video này vào một, xong rồi đi cái câu thôi. Quá nhiều mùi luôn. Rồi, mình nghĩ kỹ rồi, lấy cái một cái túi cho chỗ này một nửa cân và ngăn đá vậy. Đây là mồi câu lăng xê từ lần trước này, mình thừa này mình bỏ trong ngăn đá này anh em này. Đó, bỏ trong ngăn đá này. Nó còn ngon nhé. Đây thì mình bốc thêm mồi ở đây sau này. Cất đi để hôm sau câu đỡ phải trộn. Cho ngăn đá anh em nhé. Tại vì câu ném ống bơ thì nó cũng không tốn quá nhiều mồi này, để bữa sau đi câu lăng xê được một buổi nữa này thôi. Bữa sau hôm nay câu lục câu lăng xê rồi thì bữa sau mình câu lăng xê đi, bữa sau mình lấy cái mồi trong ngăn đá này đi câu nha anh em nha. Rồi, ok, chia đôi ra. Rồi, đây anh em này, bữa sau đi câu này, bét nhà này, vẫn còn nhiều lắm. Đấy, bữa sau đi câu lăng xê, rồi, không phải trộn mồi vậy. Này cho lên ngăn đá anh em nhé. Được rồi, bây giờ mình quay ra làm cái video này, úp lên cho anh em. Khi nào ra đến hồ thì mình sẽ chim chóc anh em vào xem nhé.